Ở tập trước, Đức đã chia sẻ cho mọi người cách di chuyển và đưa mọi người tham quan những địa điểm du lịch tại Đài Bắc, Đài Loan. Sang đến tập này, mời mọi người cùng Đức khám phá một chút còn sót lại ở Đài Bắc, rồi chúng ta di chuyển sang Đài Trung và Cao Hùng nhé. Let's go! Chào buổi sáng tất cả mọi người. Buổi sáng hôm nay mình sẽ bắt đầu di chuyển từ Đài Bắc xuống Đài Trung. Nhưng mà trước khi di chuyển thì mình sẽ đi một vài địa điểm nốt ở Đài Bắc nữa. À quên, chưa giới thiệu với mọi người. Đây là chị Ngọc, hướng dẫn viên người Việt Nam, rất là xinh xắn và nhiệt tình. Bây giờ chúng ta sẽ đi thăm tòa tháp 101 tầng, một biểu tượng và niềm tự hào của người Đài Loan. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong tòa nhà. Đây là tầng 1 của tòa nhà. Đây, ngay bên phải chúng ta là trung tâm Apple tại Đài Loan. Chúng ta sẽ đi lên trên xem còn những gì nhé. Hiện tại thì mình đang muốn đi lên tầng cao nhất của tòa nhà này, là tầng 101, để xem cái quả cầu to, cái quả cầu để giữ vững được cho tòa nhà này. Đấy, chúng ta vừa lên đây tầng 2, người này. Quá đẹp, quá to, có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng ở đây. Wow, đây là tầng 5, mọi người có thể thấy. Có một cái thiết kế kiểu một cái khu vườn ở trên này ấy. Đẹp không mọi người? Quá đẹp luôn à. Burberry này. Luôn vui tươi, đầy đủ luôn. Ghê không? Đi ho. Trời ơi, trông cà phê làm sao mọi người ạ. Ngoài đây có cả tuần lọc các thứ. Thích không? Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp, có tuyệt vời luôn. Chắc là nhà mình lên đấy nhỉ mẹ nhỉ? Tìm cách mua vé lên tầng... Hả? Đẹp quá. Wow. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ để bán vé để lên tầng 101. Tháng nào cũng đến đây rồi, nên là kiểu gì cũng phải lên xem cho nó hết đi. Có 600 tệ tương đương với khoảng gần 500 nghìn. Thì cũng bằng một lần lên tòa Landmark 81 chứ có gì đâu. Y xì luôn, 480 nghìn là đúng giá của lên Landmark 81 mình vừa lên. Mọi người có thể vào. Đấy. Ta sẽ mua vé để lên. Đấy, mọi người có thể thấy bảng giá ở đây. Sau khi nhìn kỹ bảng giá thì lên tầng 89 là 600 tệ. Còn lên tầng 101 thì gần 1.000 tệ. Và chúng tôi sau một thời gian nói chuyện, tôi đã mua được 4 chiếc vé để lên tầng 101. Tuy hơi khó hiểu tí nhưng mà ngôn ngữ cơ thể thì cũng giúp tôi mua được 4 cái vé. Đấy. À, người ta sẽ cũng chụp như là kiểu Landmark để về ghép cho ai tưởng không đông mà đông người cũng lên giống mình có mọi người ạ. Nên là mình lại vẫn phải chờ. Chúng ta vẫn đang được chờ. Rất nhiều người chờ cùng mình đằng sau. Vẫn chưa được lên. Đằng sau mình đây chính là cái mô hình của cái thang máy ở đây. Thang máy được làm từ năm 2004. Cận 2015 mới xong. Ok. Rồi, chúng ta đang được đi vào thang máy. Đấy. Chúng ta đang được thưởng thức thang máy cả nước bạn. Với tốc độ thông số là 110 mét trên phút. Vâng. Chúng ta xem là bao lâu để chúng ta lên được tới kia nhé. Wow. Lên nhanh lắm. Ui, nó căng cả não luôn. Vãi. Nhanh lắm luôn. Wow. Wow, nó bắt đầu giảm tốc độ. Vậy lúc cao nhất là 1010 thật. Wow. Đúng 37 giây như quảng cáo. 37 giây. 37 giây từ tầng số 6 lên đến tầng 101. À đâu? Đây tầng 89 chứ.
Hôm nay trời rất là xanh. Mày thấy à? Nhìn từ trên cao của Đài Loan này. Wow. Wow. Hello Đài Loan nhá. Đấy, xung quanh này. Có tuyệt vời không? Ở ngoài, bên ngoài trời nó rất nắng. Đây, cây cối này. Nhà xây. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái tầng bên dưới này. Là tầng 88. Sẽ có cái quả cầu đối lực để cân bằng tòa nhà mỗi khi có gió bão hoặc là động đất. Đây. Đây đây đây, chúng ta vào đây để xem quả cầu. Đây. Chính là một quả cầu mà mọi người có thể thấy. Mình có đọc vài thông tin thì có chỗ thì nói quả cầu này nặng 660 tấn. Có chỗ thì 720 tấn. Có chỗ 728 tấn. Không biết là thông tin thế nào là chuẩn. Nếu mọi người biết thì mọi người hãy bình luận bên dưới nhé. Bữa trưa nay mình ăn hết sức là đơn giản thôi. Một bát mì bò. Nhưng mà bò đây thì nhìn có vẻ là được nhiều miếng và khá là to. Như được vườn ninh nhừ ấy. Đây, mọi người có thể thấy thế này. Đó. Quá là ngon. Bây giờ mình sẽ ăn thử nhá. Mời mọi người ăn trưa. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ đi làm bánh dứa. Mọi người thấy thế. Đấy, bên cạnh này này. Đấy, là cái nơi mà chúng ta sẽ làm bánh dứa bây giờ. Đấy, một cái khu để mọi người ngồi để làm bánh dứa. Đây. Đấy, mọi người có thể thấy các nguyên vật liệu đã được để lên đây sẵn rồi này. Để đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng ta phải sử dụng bao tay. Chúng ta sẽ có một cái bộ khuôn này và một cái tờ số. Thì khi mà làm xong thì người ta sẽ nướng. Chúng ta sẽ nhớ cái số của chúng ta để tí nữa không phải ăn vào người khác. Nhớ đâu người ta làm bẩn hay người ta ăn bẩn. Còn mình ăn sạch thì mình nhớ số của mình ăn sạch. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một phần vỏ bánh. Đây là nhân. Đấy. Thì cái phần vỏ này. Cái phần vỏ này chúng ta sẽ ấy để cho nó mềm ra, nhưng mà tay tôi có vẻ không được khéo lắm. Chúng tôi sẽ làm như kiểu là đi câu hồi xưa đấy. Đấy là đấy thôi. Cho một cái miếng nhân vào giữa này. Đấy, mọi người thấy tuyệt vời không? Đấy. Rồi sẽ trang trí thêm một cái gì đó nó đặc trưng của chiếc bánh của tôi. Đấy, thấy chưa? Đấy, các bạn thấy không? Đấy, tí nữa nhìn thì chiếc bánh này của tôi là biết chắc chắn là này là số 18 là của nước đây rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục sang tiết mục mua quà lưu niệm và quà tặng. Ăn loại đầu tiên là cái bánh này. Bánh dứa này là bánh dứa vị ngọt. Một hộp như vậy là trong đó có 10 cái. Giá tiền của nó là 399 đồng. Cầm đấy để mình ăn trước nha. Sau lần đi tour này chắc chắn mình sẽ cân nhắc cái việc đi tour lại lần nữa. Bởi vì mình biết là khi trước khi đi tour mình đã xem qua lịch trình rồi, nhưng mà cá nhân mình thì lại không biết cái việc lịch trình đấy là đến cái địa điểm đấy là tham quan hay là mua sắm. Lúc thì đưa đến mua tỉ hưu, lúc thì đến mua đồ trang sức, bây giờ thì đi mua bánh dứa thiết.
Có thể đối với bản thân mình thì mình đã không thích đi mua sắm, mình chỉ thích đi khám phá một cái địa điểm, vùng đất mới, con người hay là chỗ vui chơi hoặc gì đấy. Đấy. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái việc đi theo đoàn thì rất là mệt. Bởi vì tất cả mọi người không thể nào phải chờ một mình. Mà nếu mình mà đi nhanh thì mình không kịp quay cái gì cả. Không kịp quay cho những mọi người xem clip của mình. Đấy, thế nên là vừa quay cái đã bị gọi, ôi em ơi lên xe. Hay là thôi, lại cun cút lên xe, chưa kịp quay cái gì kỹ, chưa kịp giới thiệu gì cả. Đấy. Xong rồi còn việc nghỉ ngơi nữa. Buổi trưa cũng ngồi trên ô tô lóc cóc. Cá nhân mình ngồi trên ô tô thì chân mình nó cũng hơi dài ấy. Nên là cái việc duỗi chân nó không thoải mái. Ngủ xong rồi dậy kiểu cảm thấy người mệt mỏi luôn. Mà cũng có được ngủ đâu. Nói chung là đi tour không phải là gu của mình. Xin giới thiệu mọi người, đây là chiếc bánh dứa vừa nãy mình làm. Nhưng mà ăn nó ngọt lắm nên là mình cũng không máu. Bây giờ mình đang di chuyển xuống Đài Trung nhưng mà trời đang mưa to quá mọi người ạ. Hi, xin chào tất cả mọi người. Sau khoảng gần 3 tiếng di chuyển thì bây giờ chúng tôi đang có mặt tại Đài Trung rồi. Điểm tham quan tại Đài Trung đầu tiên của chúng tôi sẽ là nhà hát lớn Opera. Đây, đằng sau đây. Cái nhà hát lớn này theo như chị hướng dẫn viên du lịch giới thiệu là nhà thiết kế người Nhật thiết kế với ý tưởng là những cách xây dựng của những người cổ hồi xưa là nhà nó cứ thụt ra thụt vào, thế nên là người ta làm theo dạng là thụt ra thụt vào như nhà đất như kiểu này đấy. Và chúng ta sẽ chỉ chụp hình ở đây khoảng 10 phút rồi chúng ta sẽ đi ăn. Tối nay thực đơn của chúng ta sẽ được ăn lẩu buffet. Đấy, trưa nay ăn mỗi bát mì rồi thì tối nay sẽ được ăn ngon hơn, nhiều hơn. Đấy. Nhà hát Opera. Đây chúng ta đang bước vào trong. Đấy. Rất đơn giản thôi. Mình sẽ tham quan và chụp ảnh một chút rồi bắt đầu đi sang chỗ ăn tối nha. Và đây là quán ăn bữa tối chúng ta. Mọi người có thể thấy là xếp hàng rất là dài. Bởi vì nay mùng 2 tháng 9 mà rất nhiều đoàn cũng sang đây đi chơi. Đây, quán mình ăn nó như thế này. Đấy, mình sẽ ghim cái tọa độ vào cho mọi người có thể tìm dễ hơn nhé. Wow, cuối cùng chúng tôi đã được vào trong một căn phòng với rất nhiều bàn ghế thứ. Đấy. Chúng ta ngồi đây à mẹ? Ngồi được à? Ngồi đây bên kia. Ngồi ra xem đã có những cái gì ở đây nha. Đây. Mang nguyên một cái siêu thị vào đây để cho mọi người thích chọn gì thì chọn luôn. Wow. Đấy, giống kiểu là đi siêu thị xong rồi mang ra ăn luôn đấy. Đấy, mọi người thấy này, thịt, rau, cỏ như để ở trong khay siêu thị luôn. Đây, bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có nước này, đa dạng đồ hết. Bên này thì lại có một cái quầy đồ chín sẵn luôn cho mọi người có thể lựa chọn ăn các cái đồ xào nấu. Đấy, nói chung là nhiều món lắm. Bây giờ chúng ta đã đến khách sạn của chúng ta. Mình sẽ vào mình check-in. Twin Star Hotel. Chúng ta đã vào được nhà. Đây, phòng chúng ta đây.
vẫn có một cái phòng vệ sinh. À không, nói chung là nó bình dân hơn ngày hôm qua chúng ta ở. Nói chung là vẫn đầy đủ. Wow, phòng này có thể ở được 8 người cơ. Ờ ha. 8 4. À, ừ 4 người nhầm. Xin lỗi. Mệt quá mọi người ạ. Wow. Wow. Phòng mình có view quả, nhìn nhìn ra tàu điện đang chạy kìa. Trời ơi nó đẹp quá trời. Wow. Những cái tàu điện nhiều người đi chơi kìa. Mọi người thấy đông như là thấy luôn. Đúng là tàu điện là một cái phương tiện công cộng hoạt động cực kỳ hiệu quả tại Đài Loan. Một ngày mới lại bắt đầu, chúng ta lại tiếp tục hành trình đi hành quân khám phá. Hôm nay chúng ta sẽ đi khám phá Đài Trung, cụ thể hơn là Hồ Nhật Nguyệt. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra khu Hồ Nhật Nguyệt, lên một cái thuyền. Sau đó đi dạo vòng quanh Hồ Nhật Nguyệt một vòng. Hồ Nhật Nguyệt là một cái hồ tự nhiên to nhất ở Đài Loan này. Đấy, thì đây, đằng sau mình chính là cái Hồ Nhật Nguyệt đây. Hồ này có diện tích khoảng 8 km vuông, cũng có khá nhiều các dịch vụ cano thuyền giống như là ở Cát Bà ấy. Đấy mọi người thấy này, nhiều các cái chi tiết hoàn thiện như là cái đường để đi ra chỗ thuyền này, cảm giác nó cũng rất là sạch sẽ và đẹp đẽ. Có một cái đầu duy nhất tức là phòng tổng thống, một đêm ở là 10.000 đô la Mỹ, và những cái phòng nhỏ xung quanh, những cái phòng xung quanh nhìn nó cũng y hệt nhưng mà không có ông tự giới thiệu cho ở qua, thì là một đêm là 1.000 đô la Mỹ thôi. Ở bên dưới kia thì mình có nhìn thấy cái mai cái đường đó, mà có cái đường màu đỏ, mà đó là cái nơi mà chiều hai vợ chồng hay ra ngoài đó ngồi hóng gió, ngồi tâm sự. Cái chòi gì nhỉ? Gọi là cái chòi nhỉ, cái đình nữa. Bên này mình có đi qua rồi, đây là cái thánh địa của họ, là cái nơi mà họ đi thờ cúng tổ tiên. Anh chị và mình bắt tay thầy chị chụp chụp lại cho mình có nhìn, có thấy cái biểu tượng con hươu không ạ? Con hươu màu trắng. Rồi thấy rồi đúng không ạ? Chính là con hươu này, đây là một cái linh vật mà đưa đường dẫn lối cho những cái người dân tộc Thao, người ta đến khu vực này. Tại vì ngày dân tộc Thao ngày xưa họ sinh sống ở trên núi Hà Lý Sơn á. Nhưng mà có một lần họ đi săn bắt, họ phát hiện ra một con hươu màu trắng. Xong họ dí cho con hươu này, họ dí nó đi liên tiếp mấy ngày trời, đi từ khu vực A Lý Sơn dí đến khu vực này, con hươu nó biến mất tại cái vị trí đó. Yeah, cho nên bây giờ họ cho xây cái tượng con hươu nằm ở vị trí đó. Sau khi xuống tàu thì mình có thấy một cái quán bán trứng ở đây. Mình xem cái quả trứng gì. Đây là trứng hồng trà. Trứng ngâm trà. Đấy. Ngửi có cái mùi đâu đó của nấm kim, của cái loại nấm gì đấy. Đấy, nó ngâm cùng với lại trứng. Mọi người có thấy. Đây, bây giờ mình sẽ ra đây để mình trải nghiệm nhé. Đầu tiên mình sẽ thử ăn cái nấm này xem là nó như thế nào nhá. Nấm hương cua, ăn thầm á. Còn nấm thơm á, thơm như là nấm hương mình á. Nó thơm ra ban đầu thôi. Xong rồi dần dần về sau nó sần sật. Về sau có vị nó giống cái nấm đùi gà của mình. Nên tắm hương ra vị thơm ngon chứ. Tiếp tục rồi mình sẽ ăn thử đến quả trứng này. Đến quả trứng này thì mình sẽ ăn nhanh thôi. Quả trứng mọi người nhìn có vẻ như là được ngâm xì dầu á, nhưng mà không phải đâu. Quả trứng này nó ngâm với hồng trà với lại nấm. Trà nó màu đỏ như kiểu xì dầu chứ không phải là xì dầu đâu. Ăn khá cuốn, một cách ăn khác của quả trứng. Tổng một miếng nấm với lại một quả trứng này mình mua là 35 tệ Đài.
tương đương với lại là khoảng 30.000 tiền Việt. Theo cuộc hành trình chúng ta sẽ đi vào cái Văn Võ Miếu. Đây là một con miếu ở bên Đài Loan. Mọi người thấy không? Một con miếu mà to như là cái ngôi chùa, như một cái ngôi đền. Quá ghê. Đây. Mọi người thấy không? Tông chủ đạo của nó thì mái nhà thì sẽ nghiêng màu cam một chút. Các cái cột kiếp sẽ là màu đỏ. Còn bên dưới thì chắc là bằng đá nên là nó sẽ màu hơi xám xám của đá. Hai bên thì có tượng sư tử trấn giữ ở ngoài cửa, trông rất là hoành tráng và linh thiêng. Wow, bên trong, bên trong đẹp không mọi người? Wow. Wow. Ở chỗ này người ta treo một loạt kiểu đèn lồng vàng rồi mọi người. Mọi người thấy không? Quá đẹp. Wow. Vàng. Màu chủ đạo màu vàng. Màu vàng màu đỏ xen lẫn nhau. Quá. Đã mắt luôn. Trong người có thờ hai ông thần. Đấy, mọi người thấy. Chỗ này to quá. Đằng sau nó lại còn có khu nữa này. Đấy mọi người thấy. Khu này thì nhiều màu sắc hơn. Đa thể loại màu sắc. Trông nó tươi tắn hơn. Vẫn là những con rồng. Càng đi càng hoành tráng mọi người ạ. Mọi người thấy không? Như kiểu vào mê cung ấy. Có hoành tráng luôn. Dạ, đẹp. Bên này thì có các cái bức tranh cộng với lại các dòng chữ mình không thể dịch được. Chắc là nó đang kể lại một cái gì đó. Đấy. Wow. Mọi người thấy không? Có quả mấy cái cột này trông hoành tráng quá. Mọi người thấy không? Cái cột rất là to. Chắc phải ba người như mình mới có thể ôm được. Đây. Mình đứng ở dưới cái cột, mọi người có thể thấy cái độ nhỏ bé giữa cái kiến trúc này. Đây, chắc là đây sẽ được gọi là cổng trời à. Thấy. Thôi, bây giờ cũng muộn rồi. Mình sẽ check in một chút rồi đi xuống xe cùng đoàn đi ăn trưa nhá. Rồi, chúng ta đã đến quán ăn ở trưa nay. Không biết đọc chữ nên là soi cho mọi người xem. Đấy, mở cửa ra nè. Ta sẽ ăn trưa ở đây. Thấy bảo là hôm nay chúng ta sẽ ăn các món dân tộc. Bàn mình hay ngồi đâu ta? Đây rồi. Rồi, cuối cùng chúng ta cũng về đến khách sạn ở Cao Hùng. Hấu B Hotel. Đây, ta sẽ... lại tiếp tục công cuộc lấy phòng. Cửa phòng này hơi khó mở nên là mình mở sẵn này, mình vào giới thiệu mọi người nhanh. Cái phòng này thì nó nhỏ nhắn xinh xắn thôi, với hai giường và nói chung là tiện nghi thì nó cũng bình thường. Điều hòa, âm trần, mát mẻ. Nhà vệ sinh thì đây, thì hầu như tất cả những nhà vệ sinh ở đây thì đều
khép kín và ở đây thì chúng ta lại có cái vòi xịt tự động. Còn ở bên đài trung như hôm qua thì là không có vòi xịt tự động và phải dùng giấy. Ở đây thì người ta sẽ không dùng cái xịt xịt như ở Việt Nam mình. Đúng là Việt Nam mình định có cái xịt thì hết ý. Ở đây mấy cái kể cả có cái này thì nó thì hỗ trợ thêm một tí thôi nhưng nó vẫn vướng víu lắm. Đấy, còn đấy. Có khăn, cái khăn này mình sử dụng mấy tự mang đi. Xin chào mọi người. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đi chơi. Bây giờ gia đình mình sẽ đi đến cái chợ đêm gần khách sạn ở nhất. Thì mọi người thấy buổi tối ở Cao Hùng. Đây. Mọi thứ khá là sáng sủa đấy. Wow, đông quá mọi người ạ. Đủ các loại thể loại mùi luôn. Đây như là gà chiên. Đây là món như là giống kiểu miến ở mình ấy. Người thấy miến kèm với lại các cái như lòng lợn hay là tai. Nói chung là mình thấy các cái đồ ăn ở đây thì cũng giống như là bán vệ đường ở Việt Nam mình ấy. Cảm giác nó cũng không được tươi cho lắm. Nó giống kiểu là thiên đường ăn vặt ở các trường đại học. Ở đây đang có một món gì rất là đông. Mọi người đang vào đây. Chỗ này xiên nướng có vẻ thu hút được nhiều người. Trong ngày mới mọi người. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng mình ở Đài Loan. Thì bây giờ cả đoàn sẽ đi tham quan tàu điện Formosa. Đây, mọi người có thể tham quan cùng mình. Một tàu điện có cái mái vòm đẹp nhất thế giới. Không biết là đẹp thế nào mà hướng dẫn viên quảng cáo đẹp nhất thế giới. Đấy. Mình đang rất tò mò xem là chúng ta sẽ được thấy hình ảnh gì. Ôi, sao tối om thế này. Vũ điệu ánh sáng à. Giống kiểu mapping ở Vinhome Ocean Park. Đấy. Thế giống kiểu mapping ở Vinhome Ocean Park. Sau khi bật đèn thì mọi người có thể thấy nguyên một cái trên này rất nhiều họa tiết vẽ cây cối, cá này, đây là đại dương trên đầu này. Đấy. Ở đây thì hiện tại mình cảm thấy không có điều hòa nên là khá là nóng một chút. Chắc nó chỉ là một cái cảnh quan mà để cho mọi người. Đấy, mọi người thấy chưa? Đằng sau mình. Và bây giờ mình sẽ được trải nghiệm thử một lần đi xe điện ở Đài Loan.
6. Thực ra là nếu mà những 9. Thực ra là những ai đi chơi du lịch tự túc đến Đài Loan này thì gần như là ai cũng sẽ phải sử dụng tàu này để làm một cái phương tiện đi cho chi phí nó tiết kiệm. Nhưng mà đây là mình đi tour nên là bây giờ sẽ là lần đầu tiên mình trải nghiệm thử chiếc tàu điện của bên Đài Loan này. Cái đường đi tàu điện ở Đài Loan. Đây là các cái trạm. Đấy. Trên này thì cũng có tivi quảng cáo như Việt Nam. Rồi, tàu đến rồi mọi người ơi. Tàu sẽ đổ sát, san sạt. Đấy. Để hai cửa em mở ra. Đấy, mình bây giờ sẽ vào. Đấy, chúng ta đang... Chúng ta đang được tăng tốc độ. Ôi, phanh. Ôi, dừng rồi rồi. Phanh, phanh. Đấy, nó đến một trạm tiếp theo. Chưa kịp tăng tốc hết ga thì nó đã dừng lại đến trạm tiếp theo. Đấy, đến trạm tiếp theo, con sẽ mở này. Mọi người có thể nghe cái tiếng nó tăng tốc không? Thôi, chúng ta đã hết tiền. Chúng ta được ngồi trải nghiệm hai trạm. Con đi. Đấy. Thế là trải nghiệm xong. Trong ngày tối om không nhìn thấy gì ở ngoài cả. Đấy. Không bù ngoài Việt Nam mình. Ngoài Việt Nam mình tàu điện ở trên cao thì sẽ nhìn thấy toàn thành phố. Đấy. Sau khi trải nghiệm xong thì lên trên xe tour của chúng ta đã đến đây để đón chúng ta rồi. Trời bắt đầu hơi lâm tâm mưa. Đằng sau mọi người đây chính là một cái khu mà nói chung là nó là một cái khu nhà cũ. Xong rồi người ta đề co lại theo dạng hơi ạt một tí này mọi người thấy. Đấy, để hôm nay thì cơn bão bắt đầu đang vào nên là mọi người thấy rất là vắng. Bởi vì không ai đi làm cả. Kể cả tàu điện ngầm vừa nãy mọi người mình quay ấy, thì mọi người cũng thấy rất là vắng đúng không? Bởi vì là mình vừa nhận được thông tin là cái cơn bão mình không nhớ tên nó đang đi vào Cao Hùng này nên là chính phủ cho toàn dân nghỉ làm và được hưởng 100% lương nha. Đấy. Nên là mọi người thấy này. Đấy, không có một ai đi làm cả. Đấy. Chỉ có những người đi du lịch hỏi dơ như mình đang đứng quay. Có con tàu này to đẹp quá chị ạ. Chị ơi, cái khu này là người ta vừa nãy gọi là khu gì chị nhỉ? Nhà kho cũ. Nhà kho cũ ạ. Trong đấy người ta bán cà phê, bán các suốt quần áo, giày dép á. À. Bạn tự làm handmade bằng tay á. À, các những người làm này là những người trẻ, là những người của Đài Loan hay là những người Việt? Đài Loan. À. Các bạn trẻ, các bạn muốn giữ lại cái này để các bạn sáng tạo. Nhiều quầy hàng lắm. Nếu là mình đi mà không bị bão á, nhiều lắm. Vâng, nhiều lắm. Vâng. Con biểu diễn là ca nhạc ở đây này. Ở đây là khu chợ, người ta bán đồ ăn mới lại là... Ca nhạc giống kiểu phòng trà các thứ, pắp bùng các thứ đúng không nhỉ? Pắp bùng thì không có, như kiểu quán cà phê nhỏ nhỏ thôi. À. Hay quá. Cái hùng này 85 tầng. 85 tầng. Trong ấy nó có cái quả cầu như là ấy không hả chị? Ở đây thì có hay... động đất hay là gì không chị? Có chứ, cả Đài Loan và toàn bộ Đài Loan cũng hết à. Cầu tình yêu kìa. À đây hả, tàu này đi qua đấy hả chị ạ? Đấy, đây mọi người ơi, có tàu đi qua. Mọi người ơi, bây giờ đang chuẩn bị có một cái tàu đi qua này. Mình sẽ quay cho mọi người xem. Ô tàu. Đây. Rồi mình sẽ đứng gần hơn. Đón lên con tàu này. Đấy. Ô, tàu đi qua chỗ này mà người ta không có chắn chiếc gì chị nhỉ? Đây, tàu có thể rất là chậm. À, nó có thể dừng bất cứ lúc nào được đúng không? Nó đi êm cái này mà ví dụ như không để ý được. À. Đây cũng là một cái cây cầu có thể xoay được.
giống ở Đà Nẵng. Đây, mọi người thấy này, giữa cái trục này này, đấy, có một cái này có thể xoay được. Đây, bên đằng sau này nữa của mình cũng có một con tàu rất là lớn này. Mình sẽ đưa mọi người ra xem con tàu to đùng luôn. Chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình ăn lẩu. Trời mưa này là có vẻ ăn lẩu rất hợp lý. Ở đây ăn lẩu thì cũng hơi khác mình chút là mỗi người một cái nồi này. Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ không được ăn buffet mà có sẵn đồ ăn này. Ăn hết là nghỉ. Đấy. Xin chào mọi người. Đây có lẽ là cái địa điểm cuối cùng mà chúng ta tham quan tại Đài Loan ngày hôm buổi chiều hôm nay. Thì đây là một ngôi chùa. Đây, đằng sau mọi người. Đấy. Ngôi chùa này thì có xá lợi của răng, xá lợi răng của Phật Thích Ca Mâu Ni. Có hoành tráng luôn. Đây, chúng ta có thể xem qua một lần sơ đồ của cả ngôi chùa. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi theo sơ đồ này vào trong tham quan nhé. Wow. Ô, những cái này hình như là đóng cửa mất này. Bởi vì như mình nói là cơn bão đang đổ vào nên là có thể sẽ là không mở cửa. Mình chỉ có thể đi được đến đâu thì đi thôi. Có một cái ngôi tượng Phật to, rất là to này. Đấy, trong ngoài kia đẹp lắm. Đây, mình sẽ đi ra cho mọi người xem kỹ hơn. Đấy, wow. Chúng ta đang đi gần tới cái địa điểm mà thờ xá lợi. Đi vào trong tham quan. Wow. Một cái ụ gỗ. Mọi người để thấy 500 vị La Hán. Từng vị nét căng. Ta vào sâu bên trong. Yeah, wow. Wow. Mọi người thấy tượng đài nhìn mắt nhìn tay. Wow. Hoang hoành tráng luôn mọi người ạ. Ôi, cấm quay phim chụp hình mất rồi. Đẹp quá. Mọi người có thể chiêm ngưỡng qua các cái lịch sử hồi xưa được trưng bày ở đây. Đây, mọi người thấy có cái đồng hồ đếm ngược này. Thì sau 6-7 năm nữa cái cửa này sẽ mở ra. Và trong đồ vật trong cái cửa này sẽ trở thành những cái đồ vật lịch sử như thế này. Đấy, kìa mọi người thấy rất nhiều những cái liên quan đến lịch sử và đồ cổ ở đây. Vậy là địa điểm này cũng là địa điểm cuối mà chương trình đưa mình đến rồi. Mọi người thích Đài Loan thế nào? Nếu có cơ hội thì mọi người có muốn đến đây một lần không? Nếu video này hay và hữu ích thì hãy cho mình xin một đăng ký và một like để cho mình có động lực để làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!